À, trưa nắng quá cả nhà ơi. À, đằng cuốn của mình nó nằm nó trốn vô ngủ hết rồi. Nắng quá chui vô gầm giường ngậm rồi.
Chôn 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 vô đây nóng quá mà cả nhà ơi. Đó, còn đằng đây bách hợp nó bươi đóng đất nó nằm đây nè. Ôi ơi, lát phải xúc nguyên cái chỗ này luôn, đổ đi hết, dọn cái chỗ này luôn cho nhà cửa rác rến không, rác thấy mê luôn cả nhà ơi. Một mình làm không có nổi, rác bao la. Thôi xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ theo dõi mình trong thời gian qua nha.